Chiều nay 30 tháng 8, Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc tại tỉnh Long An về công tác thông tin tuyên truyền và công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi với đoàn có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quy Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tiếp và làm việc với đoàn. Từ 27 tháng 5 khi tỉnh xuất hiện ca dương tính đầu tiên, hệ thống tuyên giáo, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, khối thông tin tuyên truyền đã tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường tin bài, chuyên đề phóng sự, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cố định di động, tổ Covid cộng đồng, tổ tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại các địa bàn, khu vực có đông dân cư, công nhân, người lao động tự do đã tạo sức thu hút, sự lan tỏa mạnh mẽ và nâng cao ý thức tự giác chủ động phòng chống dịch trong nhân dân phát biểu tại buổi làm việc phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình đánh giá cao công tác tuyên truyền của long an thời gian qua thể hiện tính chiến đấu sáng tạo hiệu quả của lãnh đạo tỉnh tuy nhiên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lưu ý tỉnh cần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch kết hợp với an sinh xã hội để an dân đảm bảo thông tin đến được với nhân dân ngoài ra đấu tranh phản bác và ngăn chặn thông tin luận điệu sai trái thù địch trên các trang mạng xã hội dự báo thời gian tới Diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn phức tạp. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn được cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 cùng với quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình cách làm hay song song với ngăn chặn sự lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật hư cấu, kích động, gây tác động tiêu cực, quan mang trong nhân dân.